Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú, anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú, anh chị và các bạn tham quan một cái khu gọi là khu phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Nó nằm ở ngay trung tâm anh chị, nó liền từ quận Nhất qua quận 3, gần khu vực chợ Vườn Chuối anh chị. Thì em đang có mặt ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, chuẩn bị tới cái khu ngay chỗ cái khúc ngã ba với Nguyễn Thượng Hiền. Em sẽ rẽ phải vào đường Nguyễn Thượng Hiền, đi ngược về Nguyễn Thị Minh Khai khúc này là đi về ngay chỗ công viên Tao Đàn, ngay giao lộ với đường Cách Mạng 8 để về trung tâm Nhất anh chị. Ở đây là ngược về ngay chỗ cái khúc vòng xoay Lý Thái Tổ, ngay chỗ quận 5, quận 10. Ở đây là tòa nhà của em quay, một trong những cái công ty khá nổi tiếng tại Sài Gòn. Thì em đang có mặt trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Nguyễn Thị Minh Khai mỗi bên hai làn xe rất là rộng, và là đường hai chiều nha anh chị. Chuẩn bị tới giao lộ với phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền. Nguyễn Thượng Hiền thì em thấy cái khu đó em đi rất là nhiều cái quán nhỏ nhỏ bán sinh tố, nước ép trái cây anh chị, heo thì anh chị. Chúng ta rẽ phải vào ở mặt đường là thấy là bán trái cây, bán nước ép rồi nè anh chị. Rất là nhiều cái hàng quán, nhà cửa trong đây thì nhỏ nhỏ, mặt bằng nhỏ, nhưng mà rất là bán rất là nhộn nhịp. Đó. Anh chị nhìn ngắm nha, quán bò viên nè, quán nhỏ, phố ẩm thực này quán nhỏ lắm anh chị. Đó. Anh chị nhìn ngắm nha, đường này cũng không có to lắm, đường này cũng nhỏ thôi, nhưng mà buôn bán rất là sầm uất. Do là gần khu vực quận Nhất anh chị. Ngay đây là phường 5 quận 3 nha anh chị, phường 5 quận 3. Nhưng mà chúng ta chạy qua Nguyễn Thị Minh Khai là về khu vực quận Nhất rồi. Giáp ranh với quận Nhất rồi. Phía trước là giao lộ đường Võ Văn Tần. Võ Văn Tần và đường Nguyễn Thượng Hiền nha anh chị. Đây mấy cái quán nhỏ nè anh chị. Nó bán cháo trắng, cháo đậu, cháo trắng, hột vịt muối. Món ăn rất là ngon. Đây có quán bún bò Huế Yến Phương Giang khá nổi tiếng anh chị, khá nổi tiếng. Ở đây là giao lộ với đường Võ Văn Tần. Võ Văn Tần khúc này là đường hai chiều. Đó, gửi đến anh chị nha, hàng quán ở đây thì cũng nhỏ, không có to. Đó, quán bánh mì và các đồ ăn vặt đó anh chị, trà sữa, hủ tiếu. Đây bán ăn ở quận Nhất thì đắt, qua đây thì ăn rất rẻ, nên là thu hút nhiều du khách tới khu vực này ăn vặt. Anh chị có đến Sài Gòn thì ghé đến khu vực đường Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận 3 để ăn uống nha. Em thấy đặc biệt là khu vực bán nước ép sinh tố với trái cây rất là nhiều anh chị. Phía trước là giao lộ giữa đường Nguyễn Đình Chiểu, đường một chiều anh chị, đường Nguyễn Đình Chiểu. Ở bên kia là chợ Vườn Chuối anh chị, chợ Vườn Chuối đó, chợ khá nổi tiếng ở Sài Gòn cũng rất là lâu rồi. Đó, giao lộ ngay nằm ngay giao lộ giữa đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Nguyễn Thượng Hiền. Đây là một cái tiếng ẩm thực cũng khá nổi tiếng ở Sài Gòn anh chị, cũng rất là lâu đời rồi. Đây đường Nguyễn Chiểu rồi, đường một chiều. Nhà ở đây nhà cũng thấy nhà nhỏ không anh chị, nhà một tầng nhỏ, mặt bằng rất là nhỏ, nhà cũng nhỏ lắm. Khu vực phường 5 quận 3 này nhà cũng rất là nhỏ, nên mặt bằng anh chị thấy không, rất là nhỏ luôn. Mà trong đây chạy thấy mấy anh giao đồ ăn cũng rất là nhiều anh chị, giao đồ ăn do là cái tiếng phố ẩm thực mà. Ăn ở đây thì giá rẻ hơn. Mình nói chung là đến Sài Gòn mà vô mấy nhà hàng thì như dưới tỉnh thôi. Mình lên đây mình ăn những cái khu này nè, mình có những cái món nó độc lạ hơn, đúng không? Đó. Mì trộn Bắc Thái đó, quán nhỏ nhưng mà rất là rẻ. Đó. Rất là nhiều cái quán ẩm thực ở trong này. Ốc đồ á. Ốc đồ vô đây ăn cũng rất là ngon. Quán nhỏ thôi. Đôi khi ăn vậy vui anh chị.
gửi đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em thấy tình hình là nó không được nhộn nhịp. Thôi nhớ những lần trước em đi ăn nha anh chị. Hôm nay thấy không nhộn nhịp lắm. Đó, hôm nay hơi vắng nha. Hôm nay hơi vắng, các quán hơi vắng. Phía trước là giao lộ với đường Nguyễn Thượng Hiền với Điện Biên Phủ anh chị. Đường Nguyễn Thượng Hiền là đường hai chiều, khúc này hai chiều nhưng mà khúc bên kia là ngay chỗ vòng xe Dân Chủ là một chiều nha. Đó, bên kia là một chiều, cũng có nhiều quán nhậu bên kia nhưng mà bên kia là một chiều. Ở đây là giao lộ ở đó phố ẩm thực nè, Nguyễn Thượng Hiền nè. Đó, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền có cái bảng anh chị. Ở đây là đường gọi là đường Điện Biên Phủ. Đường Điện Biên Phủ chạy một đoạn là tới ngay chỗ khu vực giao với đường Cách Mạng 8 rồi. Cũng cập nhật tình hình đến anh chị thì chúng ta sẽ phải qua đường Cách Mạng 8 xem tình hình như thế nào. Đó, cô chú nè, cô chú đi hát. Giao lộ này cũng khá đông xe anh chị. Đây là đường Cách Mạng tháng 8 anh chị. Đường Cách Mạng tháng 8 là đường một trong những tuyến đường khá là huyết mạch nha, nối liền từ trung tâm Sài Gòn về tới ngã tư Bãi Hiền luôn, rất là dài luôn anh chị. Đường Cách Mạng tháng 8 này chuẩn bị giải tỏa cái khúc ở Tân Bình đó, chuẩn bị giải tỏa để làm tuyến số 2 của ga metro Bến Thành Tham Lương anh chị. Ở đây có Biển Dương nè, Biển Dương 6 nè, quán nhậu khá nổi tiếng ở Sài Gòn, đặc biệt cái mặt tiền ở khu vực đường Cách Mạng 8 quận 3 anh chị, rất là đẹp luôn. Giờ nhiều cao ốc mọc lên nè, đó, nhiều cao ốc mọc lên. Đó, gửi đến anh chị nha. Khá đẹp đó nha, cả tòa nhà bây giờ cao ốc, nhìn cái đường bách rau của đường Cách Mạng 8 rất là đẹp. Hàng quán rất là nhộn nhịp. Đây là nhà thiếu nhi nha, nhà thiếu nhi quận 3 nè anh chị. Đó, chúng ta rẽ vào đường Nguyễn Đình Chiểu nha. Đã phải vào đường Nguyễn Đình Chiểu. Đó, đường Nguyễn Đình Chiểu là đường một chiều. Ở đây có một cái nơi rất là thiêng liêng, đó là chỗ của tự thiêu của gọi là Ngài Thích Quảng Đức, một trong những cái thiền sư của Phật giáo anh chị. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu. Đó, đường Nguyễn Đình Chiểu gọi đến anh chị nha. Hôm nay là đi thấy phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền hơi vắng anh chị, để em dạo lại một đoạn nữa để anh chị nhìn ngắm nha. Đường Nguyễn Đình Chiểu thì các chuyên bán các mặt hàng thời trang khá là nổi tiếng, một tuyến phố thời trang tại khu vực quận 3. Vào một đoạn lại phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền để anh chị nhìn ngắm nha. Anh chị có đến Sài Gòn tham quan và du lịch, hãy ghé đến khu phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền để nói chung là em thấy ăn ở Nguyễn Thượng Hiền cũng khá là rẻ chứ không có đắt lắm anh chị. Đó, nhìn lại một tí các khu vực cháo ếch Singapore nè, cơm tấm nè, gà chiên giòn 10.000 nè. Đó,
đó, cơm gà gỏi cháo gì ăn đây rất là rẻ anh chị. Mình không đi nhà hàng cho nó tốn kém, thì ghé đến cái khu ẩm thực này ăn cũng rất là vui. Thì là có rất là nhiều cái khu phố ẩm thực ở Sài Gòn, như là khu phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ rồi anh chị, những khu phố ẩm thực bên quận 10. Nhưng mà cứ tới quận nhất tham quan trung tâm Sài Gòn tham quan thì khu phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền là sự lựa chọn hợp lý anh chị, do nó gần gần trung tâm quận nhất, rất là dễ di chuyển đến đây ăn uống, ăn đi một vòng đi đầu đường tới cuối đường là quá trời món luôn, quá trời món luôn. Quán nhỏ 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 thôi nhưng mà ăn cũng khá là ngon anh chị, khá rẻ. Nó cũng gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Tình hình hôm nay là em thấy hơi vắng so với mọi khi nha. Thôi video về cập nhật tình hình phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền vào ban đêm đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.